Chính ra mà ông nào mà chơi cái trò tự sát ấy thì nó thành công đấy, tôi thật. Chính ra mà ông nào mà chơi cái trò tự sát ấy bằng cầm cầm cái con fan Infested level 3 này ấy, là được đấy. Cầm fan Infested level 3 xong chơi cái trò tự sát thì well, được cái chứ. Okay. Tự do một coi như là gì nhỉ? Khiếp. Và tự do một chẳng khác gì gì nhỉ? Có nên chơi một trận nữa không nhỉ? Thôi đi. Ơi, rơi hái trận này cày kinh, cày lấy ra rồi. Lấy ra rồi. Chả phải là vấn đề luôn. Bắt cơ bài đuổi ra 22 nha. Ok, hiểu, tôi hiểu luôn. Bây giờ tôi sẽ phải gì nhỉ? Chỉnh lại các thứ. À, thế anh Trân cũng ăn được con Famas rồi. Có một điều hơi buồn cười là trong cái đống Skullogo thì gì nhỉ? Đúng có Famas là xóa được, còn lại không xóa được. Thì ba lô năm của anh Trần là vĩnh viễn rồi. Cố gắng khi nào mà gì à, cuối năm mà có siêu phát nữa thì đẹp lắm anh Trần ạ. À đây là 3T. Tôi đang cầm hai anh Trần đấy. Chắc là test xem tí nữa rồi qua quẩy anh ai thôi bạn tôi nhỉ. Đang Tôi chơi gì nãy ông vừa mới làm một trận với lại cả khổ FPL cả đấu thương cả ai test hết luôn. How about Tower? Well, if you serious enough to. Thế anh Trần bảo là con đấy vào tháp tử thần nó đánh còn đau hơn cả con ấy đấy, còn đánh đau hơn cả con A12 đấy. Nó là sự thật bạn tôi ạ. Oh shit. Now this is a madness now. Ông cứ tưởng tượng là như thế này. Một viên phóng lựu của khẩu gì nhỉ FAL nó gây khoảng từ 3.500 đến 3.800. Rõ Ok. ràng là mạnh hơn gấp rưỡi so với khẩu gì nhỉ so với một viên phóng lựu của khẩu A12. Mà còn chưa kể nó còn nổ 3 lần nữa. Không đấy, đấy là tổng tổng 3.000 đam đấy là 3.500 đến 3.800 đấy là nổ Ồ, tổng ha. đã đang của ba đấy rồi nó mạnh vãi cực cấp ra tôi thề luôn. Đã có số à, tôi mà có cái không. À, chào Đức Dương nhé. À, hiện tại thì là có dân chơi, có đạo giáo sư 3T với cả dân chơi Hải Anh Trần là đã có được có fan rồi. Ông Giết fan mà Hải gì Anh Trần. nhờ có gì, trong trường hợp là gì nhờ đi thêm vài trận nữa là tôi có thể lấy được con búp bê xanh để ghép lên búp bê tím. Được của nó đấy bạn tôi ạ. Ok một trận tháp tử thần nhé. Ok. Ơ thì Hải Trần định bán nào? Nếu trường hợp mà Hải Trần muốn vào sân. Cho bán ác thôi, giáo sư bán ác, giáo sư đi. Để tôi còn kéo được chứ. À ừ ok. Một Tự trận do ba kênh à, ok tự do ba kênh mấy thế thì trao tự trả do ba Hải Trần. kênh 6 nhỉ sao Vãi có lập chưởng. được không Vãi chưởng. Vừa mới game phát. Phát xin lỗi. À cũng tiện tiện đây thì rồi. tôi cũng xin báo cáo với các ông một số vấn đề. Thứ nhất là hiện tại Redzone lại bị lỗi trở lại cái đoạn Blast Skill nhá. Tôi xin báo cáo mọi người luôn. Thì là hiện tại là tôi cũng có báo với HD và HD cho biết là cũng đã báo lên bộ quan thầy rồi thì khả năng cao là sẽ cố gắng gọi là fix sớm nhất có thể là một. Cái thứ hai là cái sao của Apocalypse ở trong rank AI4 ấy là đang bị lỗi mất tiếng. Tức mất tiếng. Và cái thứ ba đấy là gì nhỉ, với những map AI đời cũ kiểu mấy cái thông báo qua màn xong rồi sang round qua round xong sang round mới các thứ hay là round world nó không hiển thị. Đầu tiên là gì nhỉ, Khánh tôi sẽ lập phòng và ông vào đây để là ông sẽ biết ngay mà đây Rồi, tức là ông vứt xuống cho tôi ấy đây 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 gì nhỉ, map ví dụ nhà hát ba đi đây gì? ông vào đây tự do ba canh ba triệt để tập sự thôi để cho gì nhỉ mọi người hiểu là hiện tại đang có cái bug có cái lỗi mấy map bay cũ Ok. cái lỗi này khá là nguy hiểm để gì nhỉ nếu mà không để ý
Nghe Khánh vào đây, tự do ba kênh 3 phòng 22. Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. Tôi phải là đáp. Ok. Nãy lúc mà tôi test hàng của Dương Châu Hải anh chẳng coi như là